Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group đấu giá 61 lô thửa đất ở tại khu dân cư Đồng Si, thôn Trúc, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian đấu giá ngày 7 tháng 5 năm 2024, tức thứ ba. Tân Yên là vùng đất có bề dày lịch sử, diện tích tự nhiên 2038 km2, có vị trí địa lý phía bắc giáp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và huyện Yên Thế, phía đông giáp huyện Lạng Giang, phía tây giáp huyện Hiệp Hòa, phía nam giáp huyện Việt Yên và thành phố Bắc Giang. Cùng với sự quyết tâm đổi mới sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong hành động, cùng sự đồng thuận chung sức của nhân dân, huyện Tân Yên đã có bước phát triển mạnh mẽ toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, khẳng định vị thế của huyện đối với sự phát triển chung của tỉnh Bắc Giang. Huyện phấn đấu tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 23,4% một năm. Đặc biệt, với quan điểm lấy phát triển công nghiệp làm động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, chuyển dịch kinh tế của huyện và tạo đà phát triển các lĩnh vực khác, huyện tích hợp vào quy hoạch của tỉnh với 5 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.188 ha. Đến nay, có 3 cụm công nghiệp là Đồng Đình, Lăng Cao, Ngọc Vân đã được thành lập, đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư. Một khu công nghiệp Phúc Sơn đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 5 cụm công nghiệp còn lại đã lựa chọn doanh nghiệp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Đồng thời, các khu đô thị lớn được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Sở hữu hệ thống giao thông thuận tiện gồm 5 đường tỉnh lộ chạy qua là đường tỉnh 397, 398, 294, 295 và đường 297. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa giữa huyện với các vùng kinh tế trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế thương mại dịch vụ và nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Thực hiện hợp đồng đấu giá giữa công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Tân Yên, công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group tổ chức đấu giá quyền sử dụng 60 lô thửa đất ở tại khu dân cư Đồng Si, thôn Trúc, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng diện tích các lô thửa đất ở 6.863,1 m², tổng giá khởi điểm các lô thửa đất trên là 47.650.000 đồng. Xã Đại Hóa nằm ở phía tây bắc huyện Tân Yên, cách trung tâm huyện 13 km, diện tích tự nhiên 5,05 km². Những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy Tân Yên, đảng bộ và nhân dân xã Đại Hóa đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, kinh tế có sự tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, đặc biệt là hệ thống đường giao thông. Khu dân cư Đồng Si, thôn Trúc, xã Đại Hóa có vị trí cảnh quan đẹp, hệ thống cây xanh và đường về hè rộng, giao thông thuận lợi. Khu dân cư hình thành đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Đây là địa điểm lý tưởng trở thành trung tâm thương mại dịch vụ của xã trong tương lai gần. Đợt này đưa ra đấu giá 61 lô thửa đất ở thuộc khu dân cư Đồng Si, thôn Trúc, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, gồm phân lô LK1 và phân lô LK2. Đấu giá 48 lô thửa thuộc phân lô LK1, khu dân cư Đồng Si, thôn Trúc, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, từ lô thửa số 1-470 đến lô thửa số 48-517. Diện tích từ 108 đến 136 m² một lô thửa. Giá khởi điểm từ 5.090.000 đến 16.670.000 đồng một m², tương ứng với mức giá từ 550 triệu đến 2 tỷ đồng một lô thửa. Đấu giá 13 lô thửa thuộc phân lô LK2, khu dân cư Đồng Si, thôn Trúc, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, từ lô thửa số 1-457 đến lô thửa số 13-469, diện tích từ 103,2 đến 198,9 m² một lô thửa. Giá khởi điểm từ 5.090.000 đồng đến 10 triệu đồng một m², tương ứng với mức giá từ 550 triệu đến 1.030.000 đồng một lô thửa. Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày thông báo niêm yết công khai ngày 17 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 2 tháng 5 năm 2024. Công ty phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Tân Yên tổ chức hướng dẫn khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản 2 ngày, cụ thể 25 và 26 tháng 4 năm 2024. Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký với công ty để được hướng dẫn hoặc chủ động xem đất trên thực địa. Khách hàng tham gia đấu giá chấp nhận thực trạng khu đất đưa ra đấu giá thì mới tiến hành nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Địa điểm xem tài sản đấu giá: khu dân cư Đồng Si, thôn Trúc, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày thông báo niêm yết công khai 17 tháng 4 đến 16 giờ 30 phút ngày 2 tháng 5 năm 2024. Địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Tân Yên, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đại Hóa, huyện Tân Yên.
địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group. Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group trực tiếp thu đơn đăng ký và tiền hồ sơ một ngày, mùng 2 tháng 5 năm 2024, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Bắc Giang, phòng giao dịch Tân Yên, địa chỉ lô 7-8 C37, dự án nhà ở khu liền kề khu đô thị mới An Huy, đường quốc lộ 17, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày mùng 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Hình thức nộp tiền đặt trước: khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào một trong hai tài khoản sau của công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group: tài khoản 1-4316-999-666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Giang, phòng giao dịch Tân Hiền, địa chỉ lô 7-8 C37, dự án nhà ở khu liền kề khu đô thị mới An Huy, đường quốc lộ 17, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tài khoản 2-1128-6668 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Bắc Giang, địa chỉ số 11 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: thời gian tổ chức cuộc đấu giá 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2024, tức thứ ba. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Nhà văn hóa huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, địa chỉ thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ hành chính tại công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, địa chỉ lô 11-12 ALK27, đường Tôn Đức Thắng, khu số 1, khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 02043662929. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Tân Yên, địa chỉ tầng 2, nhà hành chính công, tổ dân phố Đồi Đỏ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đối diện quảng trường Lương Văn Nắm. Trên đây là những thông tin mà công ty giới thiệu tới quý khách hàng biết để lựa chọn và đăng ký tham gia đấu giá. Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo hồ sơ tại trang thông tin điện tử của công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, đấu giá đại dương.com và trang mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube của công ty. Đấu giá hợp danh Đại Dương Group vinh dự tổ chức đấu giá quyền sử dụng 61 lô thửa đất ở tại khu dân cư Đồng Si, thôn Trúc, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đấu giá Đại Dương tổ chức các cuộc đấu giá luôn công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng. Chúng tôi xin cam kết sẽ đem đến những dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất cho quý khách. Xin trân trọng cảm ơn.